Các xã phường tập trung triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng địa phương thực sự là pháo đài chống dịch COVID-19. Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương vào chiều tối qua, ngày 9 tháng 9, để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các địa phương thực hiện đúng tinh thần mỗi xã phường là một pháo đài, người dân là chiến sĩ, đặc biệt là đảm bảo thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm chính phủ giao. Đề nghị ngành y tế tham mưu việc tổ chức xét nghiệm theo yêu cầu mới của Bộ Y tế, triển khai đảm bảo việc tiêm chủng đảm bảo an toàn và đúng giãn cách. Hết sức chú ý mà phân công cụ thể cái giãn cách, đảm bảo giãn cách tại các điểm tiêm vaccine. Nhiều khi là chúng ta chú trọng ở khu vực bên trong, ở điểm tiêm, mà phía bên ngoài chúng ta không có lực lượng để nhắc nhở, để yêu cầu giãn cách hoặc là để hướng dẫn người dân. Lưu ý là làm sao mà đảm bảo cái quan điểm chỉ đạo của Trung ương theo cái 5T đó là tiêm chủng tại phường xã. Ở đây có nghĩa là người ta đánh cái điểm tiêm chủng nó gần nhất. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị ngành y tế có kế hoạch tăng thêm bàn tiêm để tăng số lượng tiêm chủng mỗi ngày. Đề nghị các địa phương tuyên truyền rộng rãi các chính sách hỗ trợ mà thành phố đang triển khai đến tận gia đình, khu phố để người dân hiểu và nắm rõ. Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Các địa phương linh hoạt có biện pháp kịp thời, hỗ trợ người dân gia cố chặn chống nhà cửa để ứng phó bão. Lưu ý các khu vực có nguy cơ sạt lở. Sớm xây dựng cái phương án di dời nhân dân ở những điểm mà sạt lở đến những cái nơi mới khi trong cái điều kiện mà mưa gió bão bùng như thế này, nhưng cũng phải kết hợp chặt chẽ với lại cái phương án phòng chống cái Covid này. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các xã phường nắm vững và triển khai hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm phòng chống dịch để mỗi địa phương thực sự là pháo đài. Yêu cầu các quận huyện rà soát đánh giá lại những khu vực nguy cơ cao đã tháo gỡ phong tỏa để áp dụng biện pháp phù hợp. Riêng huyện Hòa Vang theo dõi, điều tra kỹ dịch tễ tài xế của công ty Men Hóa mắc COVID-19. Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm phòng chống dịch của công ty này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các địa phương tăng cường hỗ trợ người dân sửa chữa, gia cố nhà cửa để phòng chống bão số 5. Đề nghị các quận huyện chúng ta tạo điều kiện cho các hộ dân, nhất là những hộ dân mà đang nhà cửa mà xuống cấp mà đang xây và là gần hoàn thiện này vân vân á, thì các đồng chí tạo điều kiện để người ta khẩn trương người ta làm, và những cái công trình mà có cần cẩu đồ vân vân á thì cũng tạo điều kiện để người ta ra người ta thu. Hai là những cái khách sạn, những cái công trình mà người ta đóng cửa lâu quá rồi thì các quận huyện chúng ta và xã phường không nên quá máy móc trong cái việc này để tạo điều kiện cho nhân dân người ta thực hiện những cái việc này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách của thành phố đến với người dân. Riêng đối với vùng cách ly y tế có quyết định thiết lập, từ ngày 15 tháng 8 trở đi, thành phố chỉ hỗ trợ cho gia đình khó khăn theo đúng nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân thành phố.